xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung. Tinh thần phục thiện của Chủ tịch FED, Trump đã đúng, chúng tôi sai rồi. Tác giả Phi Nguyễn, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng thống Trump đã đúng, chúng tôi đã sai. Trong vài năm gần đây, ông Trump luôn nhắc đi nhắc lại về cảnh báo rằng fed đã quá thắt chặt tiền tệ bằng chứng là giá hàng hóa giảm và lãi suất dài hạn tức là lãi suất thị trường giảm báo hiệu rằng tỷ lệ lạm phát kỳ vọng mới chạm tới nửa mục tiêu lạm phát của fed bản năng tạo ra tăng trưởng kỳ lạ của tổng thống trump đây là thứ mà nước mỹ cần ông trump có thể không phải là một nhà kinh tế được đào tạo bài bản nhưng khi nói đến cách tạo ra tăng trưởng vị Tổng thống được mệnh danh là gã khổng lồ bất động sản này có bản năng kỳ lạ. Vào đầu năm nay, trước đại dịch, nền kinh tế Mỹ đang phát triển với tốc độ tốt nhất trong thế kỷ này. Fox Business cho rằng, nước Mỹ thậm chí có thể có một làn sóng tăng trưởng GDP thực tế và tiền lương cao hơn nếu như FED thực hiện theo lời khuyên của Tổng thống và các chuyên gia kinh tế độc lập của tạp chí này. Theo bản năng, Tổng thống đã từ chối những giới hạn sai lầm đối với một mô hình tăng trưởng xuyên suốt theo kinh tế học hiện đại. Đó cũng là điều mà các chuyên gia kinh tế độc lập của Fox Business tin tưởng. Cho đến nay, tăng trưởng đã bị thiếu hụt trong thế kỷ này, một phần là do nỗi ám ảnh về tăng trưởng tại các ngân hàng trung ương trên thế giới. Mức tăng trưởng GDP thực trung bình rGDP là 1,6% trong những năm của Bush và Obama tại vị chưa bằng một nửa mức trung bình của thế kỷ 20, 3,5%. So sánh với sự phục hồi chậm chạp từ các cuộc đại suy thoái năm 2008 đến năm 2009, thì tốc độ tăng trưởng GDP cả thập kỷ sau khủng hoảng lần này thấp hơn nhiều tốc độ tăng trưởng bình quân của GDP trong những năm kinh tế phục hồi bởi Kennedy và Reagan tại vị. Chúng ta đã thấy trong những năm ấy tốc độ tăng trưởng GDP lên tới 5%. Tổng thống Trump đã lo lắng một cách chính xác rằng FED đang chống lại sự đe dọa lạm phát không có thực. Trong khi đó, thị trường chứng khoán suy thoái và tăng trưởng bắt đầu chững lại. Nếu FED không thực hiện lời khuyên của Tổng thống Trump và đảo ngược hướng đi vào đầu năm 2019, nền kinh tế sẽ bị đảo lộn. Ngay cả khi lạm phát tăng nhẹ trong những tháng gần đây, giá hàng hóa vẫn thấp hơn 21% so với mức ở 2 năm trước mức chênh lệch của TIPS. TIPS là lãi suất trái phiếu chính phủ bù lạm phát. 5 năm thì vẫn đang báo hiệu lạm phát lõi PCE ở mức 1,35%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% của FED. Nó đã duy trì như vậy trong nhiều năm nay. Powell không cho biết làm thế nào ông sẽ dự kiến đạt được mục đích lạm phát PCE mới cao hơn khi FED không thể đạt mục tiêu cũ và thấp hơn mặc dù có lẽ đã sử dụng tất cả các công cụ của mình. Lãi suất gần bằng không và vài nghìn tỷ đô la mua tài sản. Vấn đề ở Mỹ là giảm phát chứ không phải là lạm phát. Một chiếc điện thoại di động từng có giá 2.000 đô la. Giờ đây, một chiếc điện thoại có khả năng tính toán gấp 10 lần chỉ có giá 200 đô la. Ở Mỹ, bạn có thể vào Walmart và đi ra với áo phông, đồ ăn và đồ chơi với giá 99 xu. Ngay bây giờ, xu hướng nghiêng về giảm phát chứ không phải là lạm phát, vốn là kẻ thù của tăng trưởng, và ông Trump đã nói điều đó trong 4 năm. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn này, nhu cầu đô la toàn cầu vẫn không thiếu bởi vì các nhà đầu tư thế giới vẫn coi Mỹ là tâm điểm của sự đổi mới và tăng trưởng thị trường tự do. Thế giới muốn đô la và một chìa khóa để khôi phục sự thịnh vượng của thế giới là FED cung cấp cho họ. Kính thưa quý vị, nội dung tinh thần phục tiện của Chủ tịch FED Trump đã đúng, chúng tôi sai rồi. Tác giả Phi Nguyễn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.